thì kêu mình chọn một ô nào đó bất kỳ và mình liệt kê những cái cách để tiết kiệm điện. Ví dụ tôi chọn ô bàn ủi, tôi sẽ tiết kiệm điện bằng cách ABCDEFGH gì đó, mình liệt kê lên những cách đó ra. Vậy thì tôi sẽ chọn là số 5, số 6, số 7 hoặc là số 4, số 12, số 16 để làm sao tôi có thể được 4.000 yên, 4.000 dòng hoặc 4.000 xéo. Nhưng mà tôi đưa của tôi cho bạn của mình, cho bạn thì bạn cũng phải đưa lại cho tôi. Thế nên hai người trao đổi với nhau để tìm làm sao mình có thể đưa điều này cho các bạn. Khi sử dụng điện thoại thì nên tắt hết các chức năng trước khi khóa máy. Ví dụ như là chế độ mạng hoặc là chế độ wifi mà mình tắt máy thì mình phải tắt cái chế độ đó được để nó pin lâu hơn. Cái thứ hai là khi mình sạc pin thì không nên nghe hoặc sử dụng điện thoại khi đang sạc pin. Tức là khi đang sạc pin thì mình không phải đặt sử dụng. Cái thứ ba là đã sạc pin thì sạc một thời gian đủ cho nó đầy luôn. Chứ đừng sạc những thời gian nó 50% hoặc là 80% mình sạc lại những thời gian nó kiểm tra cho mình gặp lại lần lên. Bóng đèn, tắt đèn khi không sử dụng, chọn bóng đèn tiết kiệm điện và có tuổi thọ cao. Mở cửa thay vì mở đèn, những phòng nhỏ thì kết hợp một bóng cho hai phòng. Là mình trong ngày mình hạn chế mở ra nhiều lần, là mình ít mở ra nhiều lần trong ngày. Cái thứ hai nữa là mình mở ra và nhanh chóng lấy thức ăn và sau đó đóng tủ lại. Và cái cần thiết cuối cùng là mình dự định trước là mình lấy cái gì, rồi sau đó mình mở ra mình lấy, rồi mình đóng tủ lại. Có khi mình mở tủ lạnh mà mình không biết là mình lấy cái gì, mình còn suy nghĩ nữa. Nên là mình suy nghĩ trước mình sẽ lấy cái gì rồi sau đó mình đóng tủ lại. Cảm ơn. Đây, bổ sung tủ lạnh này nhiều người sử dụng nè, đúng không? Ai bổ sung thêm? Mình không nên bỏ thức ăn nóng vào tủ lạnh, mình nên đem nguội cho nên bỏ gì. Thêm gì nữa? Dạ, chọn tủ lạnh theo cái chế độ tự động. Trong tủ lạnh nó để đỡ có hao điện đó, thì mình những cái thứ nào mình cần để tủ lạnh mình hãy để tủ lạnh, chứ mình để nhiều quá để đồ ăn nhiều thì nó sẽ hao điện nhiều. Để vô tủ lạnh. Dạ, tủ lạnh không nên để bỏ đá nhiều, để rồi nó sẽ hút điện nhiều hơn. Không nên xài tủ lạnh quá cũ, nó sẽ hút điện nhiều. Khi mà mình để tủ lạnh mà mình để những cái đồ inox, những cái hộp đồ inox thì nó hút điện rất là nhiều so với cái hộp nhựa. Thôi bây giờ thời gian di chuyển để tìm ra những cái ô trống mà mình cùng thảo luận với nhau để mình điền vô. Rồi xin mời, có khoảng 3 phút để di chuyển tiếp tục.